Dạ, em xin mến chào quý cô chú anh chị em nha. Ngày hôm nay là ngày 11 tháng 9. Ngày hôm nay thì bên em sẽ không có lên được một cái đoạn clip mà chỉnh chu và quay một cái đoạn clip nó rõ để gửi đến cho tất cả mọi người. Thì mong quý cô chú anh chị em thông cảm nha. Kính chúc cả nhà mình có một buổi tối xem clip nhiều niềm vui ha. Đầu tiên vô thì em cũng giới thiệu cho cả nhà mình đây là những cái phô mai vàng mà trong cái thời gian này bên em đang làm. Nhà em thì cũng còn một số những phô mai cũng trên 30 chai nữa. Mấy ngày nay thì ngày nào em cũng được anh em mình ủng hộ thì em rất là cảm ơn. Thì em cũng xin phép cả nhà mình cho em nghỉ vài ngày. Thì đêm nay thì em cũng lên trên đường này, lên đường đi bệnh viện. Nói chung là đợt này em bị bệnh cả nhà. Tại em xin nghỉ vài ngày thì nói chung ra thì tại tình hình sức khỏe mấy nay thì nó không có được ổn cho lắm cả nhà mình ơi. Em mới đi bệnh viện dưới Kiên Giang về, em quay sơ các thì nói chung ra thì em cũng bán cái giá tầm trung lại, mong cả nhà mình thông cảm ha. Cái này thì là một cái cây mai cũng dạng như hình thú, cây này nhìn ở ngoài sát nó rất là lớn nha cả nhà, đồ đế cực kỳ khủng luôn. Quay thì để dưới đất quay thì thực sự nó hơi nhỏ nha cả nhà. Đây, mũ đế bự, hoàng thân của nó thì 32-33. Cái này thì em giao lưu lại giá 7,8 triệu nha cả nhà, em bao ship toàn quốc ha. Nói chung ra thì cũng giao lưu một số cây thì đêm nay biết đâu thì cũng có đơn hàng đi đó, thì em cho đi xe theo chung luôn. Cây này hôm qua em có lên thì giáng long, cây này em chốt giá 6 triệu nha cả nhà. Cây này cao 4, cao 50, vô chậu 5 được nha cả nhà. Cây này đế đẹp luôn ha. Đấy đây, gốc cành cũng có sẵn nha cả nhà, 6 triệu. Còn những cái cây mai mà dạng như là cây này hôm qua rất là ưng ý cho này đây. Củ đế nó nhìn ở ngoài nó bự lắm, thành thủ nó đẹp. Cây này mình chốt giá là giá 7,8 triệu thôi cả nhà. Thành thủ nhìn ở ngoài cực kỳ gọi là đẹp luôn á. Cây này thì dạng như là cái cây số 3 đây ha cả nhà ha, 7,8 triệu. Còn cây cục đế ngày hôm qua em cũng có lên nè. Đó, cục đế như ngọn núi luôn nha cả nhà. Anh em mình mua được cái lô mai này về nhà thì anh em mình lên chậu là đúng, gọi là những cây mà gọi là cây lên chậu xứng đáng với cây bonsai luôn á. Cái này thì tại chốt giá 7 triệu nè, sâu ha. Cái này cây 1, 2, 3, 4, cái này cây số 5 ha cái này ha. Đây, cây số 5. Cây số 5 này thì chốt giá là giá 7 triệu 8 nè. Củ đế cực kỳ đẹp luôn, cao lên được 40. Nói chung ra thì đường thân quái nha cả nhà, cốt cành có sẵn nè, củ đế rất là bự, đọt rũ bóp gót nha cả nhà. Mình nên quay không có xoay được nhưng mà cốt đế của nó thì khéo lắm nha cả nhà. Đây, đó, 7,8 triệu. Có cây này nè, cây này thì quan rất là ưng ý luôn. Cây này thì nó bự thì thôi rồi luôn. Em để dòm lên nè, cả nhà mình thấy cảm nhận rất là bự ha. Hoàng thân của nó là 36, cây gọng C. Cây này thì anh em mình về nhà lên chậu, vô chậu 6 nó chưa chắc đã vừa. Cây này em chốt giá là giá 8,5 triệu nha cả nhà. Đuôi đây, đọt chủ. Nhìn ở ngoài thì sát cây mai rất là bự. Rồi thôi thôi thì anh em lựa chọn cây á, thì phải có cốt cành ha cả nhà. Dạng như là gọng C mà cốt cành nó nhạo, nó chứ không phải là những cây tán đầu đinh. Đó, anh em mình hợp nhãn cây nào thì cứ alo cho em ha. Còn cây thú này nữa nè cả nhà. Cây thú này thì em chốt giá lại là giá 6,8 triệu hay cả nhà. Đó, đuôi dính hai cả nhà chứ không phải là nó hai thân đâu ha. Cốt cành cũng có sẵn, cái này anh em mình vô chậu cũng từ chậu 6 hay cả nhà. Chậu 6. Số điện thoại của em đây cả nhà, em cũng hay ghim trên màn hình. Nói chung ra thì những cái cây mai vàng đó mà trong cái giai đoạn này thì bán nó hơi chậm, lý do là đang gặp mưa đó cả nhà. Đó, mưa bởi vì giao lưu thì nó cũng hơi gọi là hạn chế chút xíu nha cả nhà. Anh em mình hợp nhãn cái nào thì cứ alo cho em, chụp màn hình nhắn tin Zalo cho em cái nha nè. Đó, cái này rất tiếc hôm bữa có lên giao lưu cái này mà bị bể gặt. Cái này thì em chốt giá là giá 7,5 triệu nè. Những cái này anh em về nhà chỉ cần ghép vô khoảng chừng 2 tháng 3 tháng thôi là cái bộ tàn nó cũng tương đối gọi là ấm ấm rồi đó. Cây cục đế 1m1, 1m2. Em còn cái thú này,
ví dụ như anh em mình cần mà những cây thú thú mà dáng bay á, lựa chọn nhìn cái cây này thôi, anh em nhìn ở ngoài rất là bự, hoành của nó gần 40, bản đế của nó không là 4 tấc, thì anh em tưởng tượng đi, vô cái chậu tròn 40 chưa chắc gì đã vừa, mà anh em mà được mua những cái phô mai á, mà nó có cốt cành, nó đầy đủ, nó mau chơi lắm. Cây này thì chốt giá lại 7 triệu ha cái nè. Nhìn trên này nè, cả nhà mình nhìn về nó mới đã. Đó, nhà còn nhiều lắm cả nhà ơi. Thì nói chung nhà em thì còn khoảng trên 30 cây nữa ha cái nè. Tại em quay sơ sơ gì để em cho cả nhà mình xem. Tại em xin nghỉ vài ngày á. Còn cây này cây nghệ thật nè. Nồi đế cực kỳ gọi là nét luôn. Đó, đế của nó full luôn. Giờ này cũng gần 7 giờ, bây giờ em quay nó không có được đẹp cho lắm ha cả nhà. Hoàn thân cái này thì đo khó lắm, nhưng mà nghệ thuật thì cái này là có điểm rồi cả nhà. Anh em mình lấy cái này thì chốt giá là giá 8 triệu nè. Em còn cây song thân bệnh, đế của nó full 4 mặt, giá 7 triệu. Còn nhiều cây mà em làm rồi mà chưa có lên clip được. Em còn để một góc nữa. Nãy giờ thì em cũng có quay cái độ clip sơ vậy. Thì quý cô chú anh chị hợp nhãn cây nào thì cô chú anh chị cứ gửi hình qua cho em. Số điện thoại của em 0912256200 nha. Rất là cảm ơn quý cô chú chị luôn luôn ủng hộ kênh Mai Vàng Việt Nam của em. Còn đây cây làm rồi mà chưa có cắt. Cây này anh em thích mai tàn để luôn cây này. Nồi đế của nó như cái thúng vậy cây nè. Buổi tối quay thì nó không có được nét hay cây nè. Ngày nào em lên clip thì nói chung ra quay được những cái đoạn clip nó rõ thì mình lên á, thì mình cũng vui lắm khi mà mình quay được những cái cây mai đẹp mình giới thiệu cho cả nhà. Mà clip ngày hôm nay thì nó hơi vồ vập cho lắm. Em mới đi công việc về xong là em nhảy vô quay clip liền luôn để cho cái đoạn clip nó có tương tác. Này chắc cũng nghỉ khoảng 4-5 ngày cả nhà mình đây. 4-5 ngày chưa chắc, tại ngày sáng ngày mơ thì em có mặt trên Thủ Đức hay là bệnh viện Tâm Đức Sài Gòn. Còn anh em mình hợp nhãn cái này thì em chốt giá lại cho anh em mình ha. Cái này thì em chưa có lên clip, nhưng mà anh em thích mai tàn á thì em giao lưu với anh em. Cái này giá 7 triệu em bao ship, cao lên được 1m1, 1m2. Ngang hiện tại giờ cũng tầm khoảng 1m2 cái nè. Cục đế nó thì nhìn cực kỳ đảo luôn. Đó. Hôm nay thì có cái đơn hàng ngày hôm qua thì chưa có đi được. Còn cái thú này nữa nè. Thú này nó gõ nét lắm. Đây. Đó nè, thấy cái thú này đẹp không? Tiếc cái buổi tối ha cả nhà. Rồi, quý cô chú chị đi ngang thấy hợp nhãn cây nào thì cứ liên hệ với em. Số điện thoại của em là 0912256200. Thì em cũng nói cả nhà mình thời gian tới này thì bên em đang bắt đầu đánh vô những mặt hàng phôi mai vàng giá tầm trung, giá thành từ 4 triệu lên tới 7 triệu một cây. Nói chung là cây rất là đẹp ha cả nhà. Hy vọng sẽ được quý cô chú chị em ủng hộ. Quý cô chú chị đi ngang thấy clip em hay, xin mỗi người cho em một like, một cái chia sẻ và đừng quên đăng ký kênh ủng hộ tiếp cho Mai Vàng Việt Nam Web. Em xin chào tạm biệt và hẹn quý cô chú chị trong clip vài ngày nữa ha.